Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với một hướng dẫn thiết kế trên phần mềm AutoCAD của trung tâm học cơ khí. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một viên dạng 2D sketch như thế này trên phần mềm AutoCAD này. Rồi, đây là một video này. Như biên dạng các bạn thấy trên màn hình, đây là một biên dạng mình đã tải xuống từ trên mạng ha. Rồi, rồi để thể hiện nó thì đầu tiên các bạn mở cho mình một phần mềm lên, mở phần mềm lên cho mình ha. Rồi, rồi sau đó sẽ là bạn vẽ cho mình ra một cái đường tròn R là 32 cho mình ha. Đó, ok. Rồi. Rồi, vào Center. R 32. Ok. Rồi. Sau đó sẽ vẽ một đường đi ngang qua đây. Chuyển bỏ đi cái đường này. TR Enter Enter. Ok, chuyển bỏ đi. Và chuyển sang đường này nè, thành đường tâm. Đó, ok. Kéo ra, kéo dài ra tí ha. Đó. Rồi. Tiếp theo. Từ điểm này, các bạn vẽ xuống cho mình là 70 ha. Đây là 70. L Enter này. Đây xuống là 70. Rồi tiếp tục bên này tương tự như vậy. 70. Ok. Rồi. Sau đó bạn đi vẽ tiếp tục vẽ này cho mình ha. Rồi thì đây là R8, R8 thì là phi 16, thì như từ đây nó đi vô đây là từ đây đi vô đây là 8 này à. Rồi để vẽ này nhanh thử như sau: C Enter, T K Enter, chọn vào điểm này, rồi nó kéo ra, kéo sang bên phải ha, nhập vào là 8, Enter, Enter một lần nữa. Sau nhập là 8. Ok. Đó. Rồi, tiếp theo các bạn sao chép hàng ngang ha. Sao chép từ từ này thành 4 cái ha. Sự định định ở đây. Chọn vào từ từ này. Chọn vào Rectangular. Rồi sau đó cái column là cái cột. Cái là cột này làm cho 4 ha. 4, 4 số lượng ha, 4 ha. Là làm cho là hàng row một thôi. Rồi mình sẽ chỉnh lại khoảng cách này ha. Đây khoảng cách này từ đây tới đây nó sẽ là 18 ha, lộn 16, 16 nó sẽ là 16. Sao đó đây. Rồi ok ha. Rồi sau đó bạn zoom mỏ thằng đi. Rồi thì bạn vẽ cho mình một cái đường line á, đường line đi ngang qua này. Này là cái đường tâm thôi chứ không có gì hết ha. Rồi chuyển sang đường tâm. Rồi sau đó bạn trim này, TR Enter Enter trim. Ở đây các bạn lưu ý một cái là sau khi bạn lịch sử lệnh array thì các bạn sao chép đối tượng á, thì nếu như sau các bạn đã sao chép xong mà các bạn muốn, ví dụ các bạn muốn trim cắt bỏ đi cái đường này thì các bạn cắt bỏ liền á thì nó sẽ không hiện được. Mà bạn muốn trim thì các bạn phải tách nó ra, tách nó ra thành những cái đối tượng riêng biệt thì lúc đó các bạn mới sử dụng lệnh trim thì nó mới có hiệu quả được ha. Rồi đây mình sẽ tách ra từng đối tượng riêng biệt. Lệnh tách ra đối tượng là lệnh explorer ha, chọn vào lệnh explorer này, chọn đối tượng này, ok, enter, nó sẽ được tách ra. Sau đó mình sẽ đi trim, trim bỏ những phần này đi ha. Đó ok đấy, này là đây là tiền tăng thôi chứ không có gì hết. Rồi sau đó chúng ta sẽ di chuyển những cái đường này thành đường nét tăng ha. Đó, ok. Rồi, để vậy cũng được. Rồi, tiếp theo. Lên, chúng ta đi xử lý những phần trên này. À. Rồi, việc đi á, thì các bạn. Chúng ta sẽ có được nét tâm này rồi. À. Sau đó các bạn offset cái tâm này. Số này là 25.
rồi không cần không tiếp đây này, mình chỉ bằng cách nữa nha này, rồi lời enter này, vẽ này lên này, rồi chuyển nó thành đường đường tâm ha. Đấy, rồi kéo này lên này nè, kéo này lên này, rồi ok, rồi sau đó bạn vẽ cái gì này, rồi để vẽ nhanh á thì bạn làm như sau, bạn center té k enter chọn vào đây, sau đó kéo mũi tên xuống này, sau đó các bạn nhập là 29 nè, 29 29 enter một lần nữa, rồi sau đó bạn nhập R16,5 16,5 ok. Rồi tiếp theo các bạn tiếp tục sử dụng C lệnh circle enter TK enter chọn vào đây, kéo xuống này là 25 enter enter một lần nữa à, làm lại ha. C enter này TK enter này. Chọn này kéo xuống này là 25 enter enter C enter này TK enter này đây 25 này. À, 25 chưa bằng vẽ rồi 16,5 ha 16,5 ok đấy à, thấy nó ra biên dạng chưa đó. Rồi sau đó bạn sử dụng lệnh trim thôi, trim enter enter đó rồi ok ra được cái biên dạng này ha. Đấy tầm nó đây đó, DLI enter từ đây xuống đây là 29 nè, đây DLI enter nè, tầm mũi thằng này đây đây là 25 đó, 25 nó làm về để 25 để vẽ ra nè, à, để vẽ ra nè ok, rồi tính mình sẽ hiển thị chi tiết sau. Rồi tiếp theo từ đây nè, từ tâm này qua đây là đây cho 32 thì qua đây nữa là 16 à 16 vẽ phi 13 ha. Rồi C enter này. TK enter này. Tâm này qua đây là 16 nè. Enter lần nữa nè. Vẽ phi 13 nè. Phi 13. Đó, ok. Rồi. Tiếp theo. Rồi để cho dễ thì bạn offset này nè, offset này qua đây là 14 nè, enter enter offset qua đây là 14 và offset qua đây là đây 16 ha, 16 tức là cái tâm này rồi nè. Ok thôi và offset lại một lần nữa, offset qua đây 16 ok, rồi chuyển bỏ đi phần này đi ha để nó rối hình, cái nào không cần thiết thì bạn chuyển bỏ đi cho mình. Từ đây lên này 10 này, offset đường này nè. Enter, enter, lên này là 10 này. Ok. Đó. Rồi xóa bỏ phần này đi nha. Rồi. Từ đây lên là 5, này 10. Rồi sau đó các bạn offset, tiếp tục offset này. Offset đường này nè. Enter, enter. Đây là 5 này. Đó. Rồi từ cái này nè, từ cái tâm này, tức là hai cái đường mà các bạn tạo á, thì nó mới tạo ra một cái điểm giao như hai đường này là điểm này nè, thì các bạn sẽ đi dùng cái đường này, cái điểm giao đó các bạn vẽ một cái đường tròn của đường kính là có bán kính là R13 cho mình ha, R13, C enter nè, vẽ đây 13, ok, rồi tiếp theo trên này thì nó cũng sẽ tạo ra một cái điểm giao nhau đây, điểm giao nhau này tức là điểm này điểm 10 với lại điểm 16 á, offset ra 16 là điểm này giống lên là 10 đó, thì đây 16 ở đây nên là điểm 10 này thì nó ra được cái đường này đó, ra cái đường này rồi thì điểm giao của nó là ở đây
Họ giao này sẽ vẽ cho mình là R10. Xe Enter này. 10. Ok. Đó, bạn thấy ra nó ra được cái biên dạng chưa? Rồi đây mình sẽ tạm thời mình sẽ xóa đi vấn đề này không cần thiết ha, để nó khỏi làm rối hình của mình. Rồi sau đó mình stream bỏ đi. Stream bỏ đi những phần dư này. Đó. Rồi, xóa này đi. Đó, ok chưa? Stream bỏ đi, tiếp tục stream bỏ phần này đi. Cái nào không cần thiết thì ta stream bỏ đi. Đó. Cái này chúng ta để lại thì tính chúng ta đo kích thước này, hình thể kích thước lên. Xong rồi thì bây giờ các bạn chỉ cần mirror đối xứng sang thôi. Rồi đối xứng qua đây, ok chọn no ha. Đó xong chúng ta sẽ vẽ được một hình biên dạng như thế này ha. Đó rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi ghi kích thước ha, ý thức cho nó, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tô màu cho nó. Rồi này mình xóa đi, này mình muốn xóa đi. Rồi để ý thức cho nó nè, đây là enter này, thì từ đây lên đây là 10 này, tâm này lên đây là 10 này. Đó. Từ đây lên đây là 25.4 này. Từ đây xuống này 25 này. Và từ đây này là 4 này. Đó, ok. Rồi đây là 28 này. À. Mình sẽ mirror sau này qua để mình dễ ghi kích thước này. Rồi 28 mà đây mirror này luôn. Ok rồi chọn DL Enter này, từ đây qua đây là 28 này. Đó rồi tiếp tục từ đây qua đây là 32 này. Đó ok. Rồi tiếp theo mình sẽ đo bên đây này, bên này là 5 này, đây bên này là 5 này, đây là 70 này. Bảy mươi năm, 70 đó, 425 10 ok, 38 lòng 32 28. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bán kính nha. Ở đây nó sẽ có một cái đường kính mình đo trước này, pi 13 ha. Rồi để ta đi. Rồi đây là radius này, đây này R32 này, cái này là R10, đây là R13. Đó ok, đây là R16.5, R16.5 ha, đây hai cái đều là R16.5. Ở đây là nó làm tròn số thôi ha, rồi mình sẽ nằm. Rồi để trong nhanh thì mình sẽ chỉnh cái này thôi, chỉnh này cho nó hai số là được rồi, thì nó mấy cái này sẽ nhảy thêm lẻ một chữ số thôi, nên thôi kệ để vậy cũng được. Cái này không quan trọng thì không, thì các bạn thì tạo một cái dữ điểm riêng cho nó 16.5 này ha. Rồi tiếp theo to cái bọc cái góc này, rồi tạm thời để đó đi, là rồi 8 rồi chỉnh lại nè, rồi 32 rồi 8 5 10 23 32 10 10 25 4. Rồi ok, đã xong cái hình này rồi ha. Đấy, rồi. Tiếp theo mình sẽ dạy các bạn cách để
tô màu của nó ha, cho nó đẹp tí ha. Giờ hắt nè, enter này, chọn chế độ solid nè. Rồi mình nghe chọn vào những cái viên trạng mà mình muốn tô ha. Chọn hết vào đây đi ha. Rồi, mình tô cho mắt nè. Mình tô mắt trước nè. Tô cái miệng nè. Rồi tô cho nó lông cái lông mày đúng không? Mi mắt, cái mi mắt. À, ok. Rồi. Đó. Rồi, vậy mình hướng dẫn bằng cách để thực hiện chi tiết như thế này rồi ha. Rồi, chúc các bạn thực hiện thành công.